Thông báo khẩn về vụ dầu loang trên vịnh Mễ Tây Cơ. Chúng tôi vừa nhận được bản sao lá thư từ văn phòng luật sư Mark Lanier, luật sư Charles Hurt và luật sư Trần Thị Minh Tâm gửi công ty British Petroleum. Kính thưa ông Bondi, cùng với luật sư Trần Thị Minh Tâm và các đồng nghiệp của chúng tôi ở các bang Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama và Florida, chúng tôi đang đại diện cho rất nhiều người Việt Nam làm trong ngành đánh tôm, đánh cá và tất cả các dịch vụ và những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa tràn dầu trên vịnh Mễ Tây Cơ. Rất nhiều người trong số này đã tạm di chuyển xuống Texas để tìm kế sinh nhai. Trong thời gian này, chúng tôi mong quý vị hãy đóng góp vào quỹ cứu trợ khẩn cấp. Và để chứng tỏ tấm lòng tha thiết của chúng tôi đối với công việc chung, không một thành viên nào trong đội ngũ luật sư của chúng tôi sẽ lấy một đồng luật sư phí nào từ quỹ khẩn cấp này, mà chỉ nhận luật sư phí khi vụ kiện được hoàn tất. Quỹ khẩn cấp này chỉ được dùng để giúp đỡ các nạn nhân cho tới khi họ có thể nhận được bồi thường đầy đủ trong tương lai. Các thân chủ của chúng tôi và rất nhiều nạn nhân khác đang rất tuyệt vọng chờ đợi sự giúp đỡ của quý vị. Trân trọng kính chào.